Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Hòa Bình Minh. Ngày hôm nay thì Linh sẽ ở cửa hàng Xe Máy Hòa Nam Bình Minh 1 có địa chỉ là ở số nhà 2287 Đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Linh sẽ cập nhật lại giá xe và các chương trình khuyến mại. Đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm nay thì tại cửa hàng Xe Máy bên Linh đang áp dụng một chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn dành cho các bạn tân sinh viên. Các bạn mà vừa mới thi xong tốt nghiệp cấp 3 và các bạn đang chuẩn bị vào các trường trung cấp, cao đẳng, đại học. Chỉ cần các bạn có giấy báo nhập học khi đến cửa hàng Xe Máy Bình Minh mua xe thì các bạn sẽ nhận được một combo quà tặng, đó là một chiếc ba lô và một chiếc tai nghe Bluetooth. Trị giá combo quà tặng lên tới xấp xỉ 2 triệu đồng các bạn nhé. Đó là chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn dành cho các bạn là tân sinh viên. Các bạn chỉ cần có giấy báo nhập học vào các trường là trung cấp, cao đẳng và đại học nhé. Và chương trình này thì bên Linh sẽ áp dụng đến hết ngày 14 tháng 9 các bạn nhé. Vì vậy, nếu như bạn nào là tân sinh viên, các bạn đang muốn mua cho mình một chiếc xe để đi học hoặc là đi trong thời gian tới đây, thì các bạn hãy đến với ngay hệ thống cửa hàng Xe Máy Bình Minh, mua xe và nhận ưu đãi khuyến mại combo quà tặng lên tới gần 2 triệu đồng các bạn nhé. Ngoài ra thì thời điểm này có rất nhiều các dòng xe cũng đang có chương trình khuyến mại, tiếp tục có chương trình khuyến mại. Vì vậy mà đây là thời điểm là các bạn mua xe là hợp lý nhất. Linh sẽ đi từng dòng xe báo giá cũng như cập nhật lại các chương trình khuyến mại các bạn nhé. Đầu tiên thì ở đây Linh đang có một chiếc Honda Wenfa. Đây là phiên bản 2023 các bạn, phiên bản mới nhất được Honda Việt Nam vừa giới thiệu cách đây ít ngày các bạn nhé. Thì với phiên bản mới nhất của dòng xe Honda Wenfa so với phiên bản trước đây, nó chỉ có một số điểm thay đổi cơ bản, ví dụ như là về tem xe này, về mức tiêu hao nhiên liệu này, và một số phiên bản thì họ sẽ phối lại màu sắc trên xe thôi. Thì với Wenfa sẽ có 4 phiên bản, đó là sẽ có 4 màu sắc, màu trắng, màu đỏ và màu xanh, thì hiện tại đang có mức giá khoảng ngoài 18 triệu đồng. Còn màu đen nhám sẽ có mức giá khoảng ngoài 19 triệu đồng các bạn nhé. Và đặc biệt là với dòng xe Wenfa, khi bạn mua xe trong tháng 8 này, các bạn sẽ được tháng 8 và tháng 9 ạ, các bạn sẽ được hỗ trợ trả góp với lãi suất là 0%, hoặc là các bạn sẽ được nhận một cái thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Đó là chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn. Và các bạn nhớ là chương trình khuyến mại còn dành cho các bạn là tân sinh viên sẽ được nhận thêm một combo quà tặng nữa, đó là ba lô hoặc là một chiếc ba lô và một chiếc tai nghe Bluetooth các bạn nhé. Quá nhiều ưu đãi đúng không ạ khi các bạn mua thời điểm hiện tại. Tiếp theo nữa thì một dòng xe cũng đang có chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn trong tháng 8 và tháng 9 này, đó là dòng xe Honda Winner X. Hiện tại khi mua Honda Winner X, các bạn sẽ được lựa chọn là trả góp với lãi suất 0%, hoặc là lựa chọn một trong hai phần quà có giá trị, đó là một chiếc loa Bluetooth hoặc là một chiếc điện thoại Samsung A04s các bạn nhé. Chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn đang áp dụng cho dòng xe Honda Winner X. Hiện tại thì với phiên bản thanh thường của mẫu xe Winner X, xe đang để mức giá cho các bạn là khoảng 33 triệu đồng. Với phiên bản ABS sẽ có mức giá là cho các bạn là 37 triệu đồng các bạn nhé. Nếu các bạn mua trả góp thì hãy lựa chọn mua trả góp lãi suất 0%. Còn nếu như bạn nào mà mua trả thẳng thì các bạn sẽ lựa chọn một trong hai phần quà, đó là một chiếc điện thoại Samsung A04s hoặc là một chiếc loa Bluetooth các bạn nhé. Chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn đang áp dụng trong tháng 8 này. Vì vậy mà bạn nào có nhu cầu mua các dòng xe Honda và được tư vấn cụ thể hơn về các ưu đãi và chương trình khuyến mại này, các bạn liên hệ với Linh số điện thoại là 0987162438 ạ. Tiếp theo nữa thì Linh có dòng xe Honda WRX. Với WRX này thì nó cũng giống như chương trình dành cho Wenfa, là các bạn cũng có thể lựa chọn lãi suất 0% hoặc là lựa chọn một chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng. Honda WRX thì nó sẽ có các phiên bản là vành nan phanh cơ, vành nan phanh đĩa và vành đúc phanh đĩa, với mức giá dao động cho các bạn là từ ngoài 21 triệu đồng cho tới ngoài 24 triệu đồng các bạn nhé. Với phiên bản vành nan phanh cơ đây thì nó sẽ có mức giá khoảng hơn 21 triệu đồng thôi. Honda WRX, còn ở bên này thì Honda Future. Hình như là đã khá là lâu rồi Linh chưa quay một chiếc Honda Future nào. Thì các bạn có thể quan sát Honda Future, đây là phiên bản vành nan phanh đĩa các bạn nhé. Future thì tất cả là đều là phanh đĩa, nó chỉ có là bản vành nan hoặc là các bạn lấy bản vành đúc thôi. Thì với vành nan nó sẽ có mức giá khoảng tầm 32 triệu đồng. Đây là màu xanh đen, một trong những cái màu phối rất là đẹp. Đó, với mức giá cho các bạn là khoảng 32 triệu đồng. Ngoài ra thì thời điểm hiện tại khi các bạn mua tất cả các dòng xe Honda, các bạn sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn nhé, để có cơ hội trúng xe Vision, xe Wenfa hoặc là đồng hồ Apple Watch hoặc là mũ bảo hiểm các bạn nhé. Rất nhiều phần quà. Thời điểm hiện tại mua xe nào các bạn cũng được quay số may mắn các bạn ạ.
khi mua tất cả các dòng xe Honda các bạn đều được quay số trúng thưởng. Ngoài ra thì với mỗi dòng xe thời điểm hiện tại nó cũng có rất là nhiều những cái combo quà tặng dành cho các bạn. Bạn nào quan tâm cụ thể từng dòng xe nào thì liên hệ với Linh, Linh sẽ tư vấn cụ thể hơn nhé. Tiếp theo nữa thì ở đây Linh có Honda Lead, đây là phiên bản tiêu chuẩn màu trắng ạ, với mức giá là 38 triệu đồng. Honda Lead tiêu chuẩn màu trắng với mức giá là 38 triệu đồng các bạn nhé. Và các bạn đừng nhớ là nếu như bạn là tân sinh viên mua xe thì đừng nhớ là chương trình khuyến mại bên Linh sẽ áp dụng cho tới hết ngày là 14 tháng 9 các bạn nhé. Như vậy là còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Còn khoảng 1 tháng là các bạn nếu là tân sinh viên các bạn hãy mua xe trong vòng 1 tháng nhé, để hưởng ưu đãi khuyến mại quà tặng combo lên tới gần 2 triệu đồng các bạn nhé. Honda Lead phiên bản tiêu chuẩn màu trắng với mức giá là 38 triệu đồng này. Còn ở đây là Honda Lead phiên bản đặc biệt màu đen nhám, đây là sơn sần màu đen nhám này. Bản đặc biệt có hai màu là màu đen, ngoài ra thì có thêm màu bạc nữa các bạn nhé. Với mức giá cho các bạn là khoảng tầm gần 43 triệu đồng, hơn 42, gần 43 triệu đồng. Đấy là phiên bản đắt nhất, đẹp nhất của dòng xe Honda Lead. Còn ngoài ra thì với Lead các màu trên phiên bản cao cấp như là màu đỏ, màu xanh thì chỉ có mức giá dao động cho các bạn là tầm hơn 40 triệu cho đến 41 triệu đồng thôi. Bạn nào quan tâm cụ thể hơn với Lead thì hãy liên hệ với Linh. Và tất cả các dòng xe Honda bên Linh đều có hỗ trợ trả góp các bạn nhé. Đủ 18 tuổi trở lên là có thể trả góp và thủ tục chỉ cần duy nhất là căn cước công dân các bạn nhé. Các bạn lưu ý là bây giờ thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần duy nhất là căn cước công dân thôi là các bạn đã có thể mua trả góp rồi nhé. Tiếp theo nữa thì Linh sẽ giới thiệu dòng xe Honda LED. Ở đây thì Linh có Honda LED màu xanh này, màu xanh. Các bạn quan sát này, màu xanh này là phiên bản tiêu chuẩn màu xanh, rất là đẹp. Phối với màu đen, với mức giá cho các bạn là khoảng tầm hơn 40 triệu đồng thôi nhé. Phiên bản tiêu chuẩn này có hai màu là màu xanh và màu đỏ với mức giá là hơn 40 triệu đồng. Còn ở đây là LED 160 với mức giá khoảng hơn 55 triệu đồng một chút. Bản 160 thì các bạn quan sát là với bản 160 nó sẽ có tem 160 ở bên sườn này. Với bản 160 thì nó sẽ có phanh ABS ở trên kênh bánh trước các bạn ạ. Hệ thống phanh là phanh ABS và động cơ là 160 phân khối sẽ mạnh mẽ hơn. Và với mức giá là khoảng hơn 55 triệu đồng cho Honda LED bản 160 phân khối các bạn nhé. Và tất cả các dòng xe mà Linh vừa báo giá thì nó đã bao gồm là VAT và nó chưa bao gồm phí đăng ký biển số ạ. Đăng ký biển số thì nó tùy theo mỗi khu vực các bạn ở huyện hay là ở thành phố nó sẽ có mức giá đăng ký khác nhau các bạn nhé. Còn tiếp theo nữa thì ở đây là Honda LED phiên bản 125 màu đen nhám đấy ạ. Các bạn quan sát LED 125 màu đen nhám. Đây là màu bán chạy nhất trên dòng xe Honda LED với mức giá thời điểm hiện tại chỉ hơn 42 triệu đồng thôi. Gần như là Linh thấy rằng các dòng xe năm nay hầu như bán chỉ mức giá là tương đương hoặc là thấp hơn giá đề xuất thôi. Với mức giá cho Honda LED phiên bản 125, đây là màu đen nhám sơn sần, khoảng hơn 42 triệu đồng các bạn nhé, khoảng hơn 42 triệu đồng một chút. Một dòng xe nữa đang có chương trình khuyến mại rất là tốt, đó là Honda Vision. Các bạn là sinh viên, các bạn vừa mới ra trường, các bạn chưa đủ tiền thì các bạn có thể mua trả góp ạ. Honda Vision thì đang hỗ trợ với mức trả góp lãi suất là 0% hoặc là các bạn lựa chọn một trong hai phần quà, đó là một chiếc sạc pin dự phòng Samsung chính hãng hoặc là một cái thẻ mua hàng của hãng Puma trị giá lên tới 1 triệu đồng các bạn nhé. Đó là chương trình khuyến mại khi các bạn mua Honda Vision. Và với Vision thì sẽ có lên tới 4 phiên bản để các bạn lựa chọn. Đó là phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và phiên bản thể thao. Thì phiên bản tiêu chuẩn rẻ nhất của Honda Vision sẽ để mức giá khoảng 31 triệu đồng. Còn ở đây là bản cao cấp màu đỏ, bên Linh đang để mức giá khoảng hơn 33 triệu đồng một chút xíu thôi. Hơn 33 triệu đồng. Các bạn sở hữu ngay cho mình một Honda Vision. Bạn là tân sinh viên thì các bạn lại được nhận thêm một combo quà tặng. Đó là một chiếc ba lô và một chiếc tai nghe Bluetooth các bạn nhé. Combo quà tặng lên tới gần 2 triệu đồng. Rất là có giá trị khi các bạn mua xe. Chỉ cần có giấy báo nhập học và chương trình sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 9 các bạn nhé. Và một dòng xe nữa mà nó có chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn đó chính là dòng xe Honda SH. Từ gần như là trong rất nhiều năm rồi SH không bao giờ mà nó có chương trình khuyến mại lớn đến như thời điểm hiện tại. Khi mua SH các bạn sẽ nhận được combo quà tặng làm dịch vụ trị giá lên tới hơn 2 triệu đồng. Bao gồm có là 6 lần thay dầu máy này, rồi là thay buji, thay lọc gió, thay dây đai này, thay dầu phanh, dầu hộp số, rồi là bình ắc quy. Cái combo quà tặng này nó lên tới hơn 2 triệu đồng và các bạn sẽ làm dịch vụ này trong vòng 3 năm các bạn nhé. Vì vậy mà đây là chương trình khuyến mại rất là lớn. Các bạn là có ý định mua xe SH thì các bạn hãy nhớ là mua ngay thời điểm hiện tại ạ.
Và Honda SH thì giá hiện tại không thể nào tốt hơn được nữa. Với phiên bản 125 mà màu đỏ ở đây chẳng hạn thì nó cũng chỉ có mức giá là chưa tới 74 triệu đồng các bạn nhé. Chưa tới 74 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu cho mình một chiếc xe Honda SH bản 125 rồi. Còn với phiên bản ABS của bản SH này thì sẽ có mức giá cho các bạn là tầm khoảng ngoài 83 triệu đồng. Còn với những cái màu đẹp, rất là đẹp như là màu xám xi măng hoặc là màu đen nhám của bản 125 ABS thì cũng chỉ có mức giá cho các bạn là khoảng tầm ngoài 86 triệu đồng thôi. Ngoài ra thì SH nó còn có các phiên bản là 160 phân khối như là bản 160 phân CVS thì bên Linh đang để mức giá khoảng 91 triệu đồng và ABS với mức giá khoảng 101 triệu đồng các bạn nhé. Như vậy là các bạn có thể thấy là SH so với thời điểm các năm trước đây thì nó có thể được trợ giá lên tới hàng chục triệu đồng. Ngoài ra thì các bạn còn được nhận combo quà tặng rất là có giá trị. Và nếu bạn nào là tân sinh viên thì các bạn vẫn nhận được combo quà tặng trị giá gần 2 triệu đồng bên Linh. Đó là một chiếc ba lô hoặc là một chiếc tai nghe Bluetooth các bạn nhé. Và các bạn lưu ý thời gian áp dụng chương trình khuyến mại chỉ kết thúc vào ngày 14 tháng 9 thôi. Đó. Tương tự như Honda SHi thì SH1 cũng sẽ được nhận combo quà tặng làm dịch vụ lên tới hơn 2 triệu đồng. Và với SH1 thì phiên bản là phanh CVS của SH1 hiện tại có mức giá khoảng ngoài 58 triệu đồng. Còn với ABS có mức giá khoảng 67 triệu đồng các bạn nhé. Ví dụ như ở đây là SH1 phiên bản ABS màu đỏ đen. Bên Linh đang mở để mức giá cho các bạn là khoảng tầm 67 triệu đồng. Khoảng 67 triệu đồng cho phiên bản phanh ABS cùng với combo quà tặng làm dịch vụ lên tới hơn 2 triệu đồng. Và rất nhiều phần quà nữa tại cửa hàng bên Linh. Tất cả các hàng mua xe sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn các bạn lưu ý nhé. Chương trình khuyến mại, trồng chất chương trình khuyến mại tại thời điểm hiện tại cộng với đó là giá xe vô cùng hấp dẫn thì chắc chắn là đây là một trong những cái thời điểm tốt nhất mà các bạn mua xe trong năm nay đấy ạ. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Và bạn nào quan tâm đến các hình thức mua thẳng hay là mua trả góp, các bạn cần tư vấn cụ thể hơn thì liên hệ với Linh số điện thoại là 0987162438. Hoặc là nếu như bạn nào mà gọi cho Linh mà không thấy Linh nghe máy ngay thì các bạn có thể là nhắn tin, để lại nhắn tin qua phần tin nhắn hoặc phần Zalo cho Linh nhé. Tiếp theo nữa thì ở đây Linh quay thêm đó là Wenfa màu trắng này. Cho các bạn nào là sinh viên, các bạn đang chuẩn bị mua một chiếc xe đi học thì các bạn có thể lựa chọn Wenfa màu trắng. Ở đây là màu trắng với mức giá Wenfa màu trắng sẽ khoảng ngoài 18 triệu đồng thôi. Cũng có hỗ trợ trả góp lãi suất 0% hoặc là các bạn lựa chọn thẻ cào điện thoại trị giá 500.000 đồng khi mua Wenfa. Đây là phiên bản 2023 các bạn nhé. Với mức tiêu hao nhiên liệu là 1.72 lít so với phiên bản trước đây là 1.9 lít. Ngoài ra thì phiên bản mới này, phần giảm sóc của xe này, giảm sóc sau này, phần thuộc trước này hoặc là phần nhựa phía bên trong này đều được sơn đen các bạn ạ. Đều được sơn đen, rất là khỏe khoắn các bạn nhé. Đó, và Linh sẽ quay thêm Wenfa màu đỏ nữa, cũng với mức giá khoảng ngoài 18 triệu đồng. Wenfa màu đỏ rất là đẹp, ngoài 18 triệu đồng các bạn nhé. Đó là dòng xe Honda Wenfa và các chương trình khuyến mại ưu đãi mà đang áp dụng cho các dòng xe tại thời điểm hiện tại. Các bạn đang quan tâm đến dòng xe nào thì hãy đến với cửa hàng Bình Minh 1 ở Đông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ liên hệ với Linh nhé. Xin chào các bạn.